Thưa quý vị, sau thời gian triển khai thực hiện, vào sáng nay ngày 14 tháng 5, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình thanh niên, cộng đồng chung tay bảo vệ nguồn nước và cải tạo cảnh quan sông Phú Lộc trên địa bàn quận Thanh Khê. Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ thành phố trong các hoạt động bảo vệ môi trường. Chịu tác động mạnh mẽ bởi quá trình đô thị hóa và ô nhiễm kéo dài, hiện trạng môi trường sông Phú Lộc luôn là vấn đề nóng và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt của người dân. Nhằm thể hiện tinh thần xung kích, tham gia bảo vệ môi trường của đoàn viên thanh niên và các tổ cộng đồng, Thành đoàn Đà Nẵng thực hiện công trình thanh niên cộng đồng chung tay bảo vệ nguồn nước và cải tạo cảnh quan sông Phú Lộc trên địa bàn quận Thanh Khê. Đây là công trình mang tính trọng điểm của tuổi trẻ thành phố trong năm 2023, nhận được sự vào cuộc, phối hợp, hỗ trợ của các cấp, các ngành, sự đồng hành của Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng, và đặc biệt là sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân địa phương tại hai phường Thanh Khê Đông và Thanh Khê Tây. Một trong hai đơn vị thụ hưởng cái chương trình này, đặc biệt là có cái nguồn nước sông Phú Lộc và cái hình ảnh những tranh bích họa trên địa bàn, thì thời gian qua triển khai thì người dân rất là đồng tình, rất là hồ hởi và tham gia, rất là thay đổi một cái ý thức rất rõ ràng. Xác định cái mục tiêu đó là tôn tạo được cảnh quan xung quanh sông Phú Lộc và cái những cái bức tranh con đường bích họa này để cho các đoàn viên thanh niên và người dân yên cũng như là tạo cái cảnh quan. Song song với đó thì thành đoàn cũng đã phát động những môi trường các đoàn viên thanh niên tại khu vực của hai phường này để thường xuyên ra quân, cũng như là các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố sẽ có thường xuyên về quân ra quân về đây. Bên cạnh nữa thì thành đoàn cũng triển khai các mô hình và dự án đó là phát động cho bà con nhân dân sống tại hai tuyến đường và khu vực sông Nam xung quanh này, để qua đó thì bà con sẽ là người trực tiếp và chung tay thường xuyên để qua đó ra quân dọn dẹp và bảo vệ cái đoạn đường tự quản của mình. Công trình thanh niên cộng đồng chung tay bảo vệ nguồn nước và cải tạo cảnh quan sông Phú Lộc trên địa bàn quận Thanh Khê được triển khai với nhiều phần việc thiết thực như xây dựng nội dung mô hình cho hộ dân đơn vị và mô hình ngư dân thực hành bền vững về môi trường, vẽ tranh tường với chủ đề Đà Nẵng xanh dọc các mảng tường của tuyến đường Yên Khê 1, xây dựng và sửa chữa 140 bồn hoa dọc hai bên bờ sông nhằm tôn tạo cảnh quan, bố trí 10 thùng rác dọc khu vực triển khai mô hình cùng các bản tuyên truyền hướng dẫn người dân về việc bảo vệ môi trường, bảo tồn nguồn nước, giữ gìn vệ sinh sông Phú Lộc. Với những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tuổi trẻ Đà Nẵng mong muốn góp một phần sức trẻ vào đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường.